Xin chào cô chú anh chị và các bạn đến kênh Minh Trân miền Tây học hỏi sáng tạo nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ tiếp cái clip là mình dán gạch giường mảng xói nha cô chú anh chị và các bạn. Đó. Đây thì bữa đó mình tô rồi mình đắp cái chỉ trên đó. Thì hôm nay mình sẽ dán cái từ đó dòng vào đây. Đó. Đấy đằng trước nè. Thì ở trên đó là hôm qua mình có dán rồi. Thì do trời mưa với nắng quá mình không có quay lại, thì hôm nay mình sẽ dán từ cái khu vực này vòng qua đây giờ cái đằng sau luôn, khoảng chừng mười mấy mét nha cô chú anh chị và các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ mời cô chú anh chị và các bạn xem mình dán gạch này như thế nào nha. Thank you.
Thôi thì sớm giờ mình đã dán từ góc ngay chân chỗ đó ngang của chú anh chị nha bạn, dài ra tới đằng sau nè đó. Thì gạch này là nó 15 dài 5 tấc nha, đây 15 dài 5 tấc, chiều cao nó lên 1,5 m. Rồi bây giờ mình sẽ dán cái miếng diện, diện chỉ á là 1 tấc nha, nó màu đỏ, sẽ dài cho tới đằng sau này luôn. Còn chờ giờ quá trời chuyển mưa nè, còn chuyển mưa quá luôn à cô chú anh chị và các bạn. Rồi, để mình dựng cái máy lên mình quay dán chỉ cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Thank you.
Rồi thì mình sớm giờ đã chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem cách thức mình dán cái gạch viền mảng xối luôn nha. Nên cô chú anh chị và các bạn thì ở đây là mình đi ở dưới là gạch màu kem, ở trên là màu sô cô la tươi nha. Đó. Thì màu đỏ tươi á. Đây là một cái chỉ cho nó phù hợp với cái màu gạch với màu tường nha cô chú anh chị. Thì ở đây đó, đây là một màu tường màu kem và gạch cũng màu kem luôn. Thì đi cái viền màu đỏ thì này là đỏ tươi. Đó. Đây dòng gạch tới đằng trước luôn nha cô chú. Rồi, thì mình cũng khép lại video nha cô chú ơi. Hẹn cô chú và anh chị và các bạn lại những cái video clip tiếp theo nha. Rồi, bye bye.